Hello, xin chào tất cả các quý khách, cô chú, anh chị em, bạn bè thân mến gần xa đã đến và chơi đến kênh điện gia dụng Nhật Bãi của Thanh Quá. Mình tên Thanh Quá, năm nay 38 tuổi. Mình chuyên gia bán đồ gia dụng đồ nội địa Nhật ha. Quý khách nào có nhu cầu liên hệ kết bạn với nhắn gửi mua gì đó cứ nhắn qua mình ha. Hôm nay mình test một cái căn gì à? Tanita TBF 530 ổ 532 ha. Em này thì ngoại hình hoàn hảo đẹp ha, nó chỉ có bị răng chỗ này miếng kiến nha, chứ không phải là màn hình nha. Ok, cái này nhức đầu với nó quá, mò hoài không có hiểu cách căng của nó, nhưng mà giờ cũng nhớ được chút đỉnh, giờ mình sẽ hướng dẫn test cho quý khách ha, không biết nó căng cái gì. Hiểu, ghim điện vô rồi ha, giờ mình test rồi. Nó chỉ sao ta bấm cái nút này, nó chọn 1, 2, 3 đó ha. Giờ mình chọn số nào, số đi, số 1 đi. Ở trên là người lớn, mình dịch đó, ở trên là người lớn, ở dưới là trẻ em ha. Giờ mình là người lớn, mình chọn người lớn. Ở trên là nữ, ở dưới là nam ha. Này nữ nè, nam nè. Đó, nó hỏi này là chiều cao ha, thì mình không hạo đi. Đo chính xác thì nó sẽ làm chính xác nha, còn mình không biết, mình đo đại đi, chắc mình 1m7, 1m6 mấy quá. Đại đi không biết nữa. Rồi ha, nó chớp chớp vô đó, hào nó hiện cái gì đó. Rồi đó, giờ cái đó gọi là nó lưu á. Cái nãy nó bấm số 1 đúng không? Giờ mình bấm số 1 nè ha, cái nắp này là số 1 nè. Đó ha. Đó, giờ nó không không ký rồi đó ha. Rồi căng nè, đưa lên đây nè. Có 72kg, 72kg 2, 72kg nè. Đó, nó đang đo đó ha, nó đang đo nè. 26 rồi là gì, 7 gây sắc sát cho quý khách xem mà mình cũng không hiểu cái này là cái gì đó. Đó, vậy là mình biết chính xác đó, nó vậy đó. Trong vòng mấy chục giây nó sẽ tự tắt ha. Còn em bé thì mình bấm cái nút em bé ha, mình hướng dẫn video vậy nha. Quý khách nhớ dùm tiếp mình nha. Mò hoài nó mới ra được chút đó. Rồi, chứ sao là hết nhớ luôn rồi đó. Cái này nó hại não quá. Rồi ha, nó tự tắt, nó bảo vệ pin nha. Em này xài 4 cục pin A nhỏ mình nữa. 4 cục. Rồi, quý khách nào có nhu cầu thì liên hệ Zalo, Facebook, YouTube Chợ Tốt cho mình qua số điện thoại 0939 396 480. Rồi, cảm ơn tất cả các quý khách đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Xin cảm ơn rất nhiều.